Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kéo TG. Ở tập trước, Tiêu Viêm đã ở phía dưới huyết đàm thành công đột phá đầu tông. Nhờ ấn ký linh hồn dược lão để lại, Tiêu Viêm đã tiến vào hồn điện, gặp được dược lão và một tôn lão của hồn điện. Tiêu Viêm hứa sẽ quay trở lại sớm nhất. Sau khi chữa hỏa độc cho tộc trưởng Kim Thử tộc, Tiêu Viêm cũng biết được một chút về cổ tộc gia tộc của Nhi, kèm với đó là sức mạnh của đấu đế. Chúng ta sẽ tới nội dung của đột phá thời không phần 5 tập 102. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Viêm quyết định một mình đến phòng lôi các tham gia đại hội. Đáng chú ý chính là phòng lôi đông các là trụ sở chính của phòng lôi các, vì lôi tôn giả chính là chủ của đông các. Để che giấu thân phận tránh bị lộ sớm, Tiêu Viêm một lần nữa khoác lên mình áo choàng đen tham gia đại hội này. Khi mà đến phòng lôi đông các, Tiêu Viêm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Không hổ danh là phòng lôi các, có thực lực và địa vị chỉ đứng sau Tinh Vân các. Đại hội bắt đầu bằng lễ khai mạc hùng tráng. Người của phòng lôi các tự nhiên sử dụng lô điện bí thuật, cương giả đấu hoàng như rau cải ngoài đường. Khi mà sức mạnh của lô điện vang dội nửa bầu trời, lôi tôn giả kiêu ngạo phá không xuất hiện. Lôi tôn giả chính là một tam tinh đỉnh phong đấu tôn, sức mạnh của ông chỉ đứng sau phong tôn giả. Ngoài lôi tôn giả, tiếp theo là sự xuất hiện của kiếm tôn giả của vạn kiếm các. Kiếm tôn giả cũng là một tam tinh đấu tôn, ông bước vào từ từ ở trên một thanh bảo kiếm, khí thế không thua kém gì lôi tôn giả. Tiếp theo chính là sự xuất hiện của hoàng tuyền tôn giả. Hoàng tuyền tôn giả chỉ có sức mạnh của nhị tinh đỉnh phong đấu tôn. Hoàng tuyền tôn giả và đệ tử bà bối vương trần từ từ đi tới, khí thế có phần kém hơn một chút. Cuối cùng chính là sự xuất hiện của phong tôn giả đẹp trai. Phong tôn giả với ánh sáng ở sau lưng không chỉ đẹp trai mà còn có sức mạnh ghê gớm. Trong phim hoạt hình, Mộ Thanh Loan đã chính thức bước vào cảnh giới đấu tông, vì sau lưng cô không còn xuất hiện đấu khí hóa cánh nữa. Vì số lượng đấu giả tham gia đại hội quá đông nên đại hội đã bắt đầu bằng một trận loạn đấu điên cuồng. Lôi tôn giả sắp xếp như vậy để chọn lọc ra những tuyển thủ tinh anh. Không nghi ngờ gì, các thiên kiêu của tứ phương các có màn trình diễn xuất sắc nhất. Phượng Thanh Nhi có sức mạnh rất lớn, trong nháy mắt đã hạ gục một đám đông. Vương Trần thì ra tay độc ác, gã này mỗi chiều đều hạ độc thủ. Từ màn trình diễn của Vương Trần có thể thấy gã này sau khi mà ngâm mình trong huyết đàm cũng chỉ có sức mạnh của bán độ đấu tông. Không ngờ rằng bạn học cũ Lâm Diễm cũng đến tham gia đại hội lần này. Mặc dù Lâm Diễm đã thăng lên cấp độ đấu hoàng, thế nhưng mà anh hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Trần. Khi mà một luồng hắc ám đấu khí nhập thể, Lâm Diễm lập tức thất bại. Không ngờ Vương Trần lại là kẻ vô sỉ, gã này chuẩn bị giết Lâm Diễm ngay tại chỗ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã ra tay cứu được Lâm Diễm. Âm thanh bất ngờ vang lên làm Lâm Diễm giật mình, suy nghĩ bị gián đoạn khi mà nhìn thấy khuôn mặt xa lạ. Niềm vui của anh nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên. Tiêu Viêm ra hiệu cho Lâm Diễm im lặng và thấp giọng nói. Lâm Diễm nhận ra giọng nói quen thuộc, tỏ ra kích động, nhếch miệng cười và hỏi Tiêu Viêm đã đến Trung Châu từ bao giờ. Tiêu Viêm ra hiệu rằng đây không phải chỗ để nói chuyện. Lâm Diễm liền nhận ra và nhìn quanh. Biến cố này thu hút sự chú ý của toàn trường. Nhiều cường giả của phòng lôi các bay đến vây quanh Tiêu Viêm và hét lên đòi biết anh là ai. Vương Trần tức giận khi mà nhận ra quy tắc đại hội đã bị vi phạm. Tiêu Viêm thì buông bàn tay đang bắt lấy bả vai của Lâm Diễm ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hơn 10 tên cường giả của phong lôi các. Bởi vì không muốn bại lộ thân phận ở chỗ này nên giọng nói của Tiêu Viêm cũng cố ý bị áp chế thành khàn khàn. Nghe lời giải thích của Tiêu Viêm, hơn 10 cường giả của phong lôi các cũng sững sờ, liếc mắt nhìn Vương Trần. Muôn màn vừa rồi bọn họ tất nhiên là cũng nhìn thấy, thế nhưng Vương Trần chính là người của Hoàng Tuyền các, hơn nữa hiện giờ Hoàng Tuyền tôn giả cũng đang ngồi xem ở phía trên. Đám người bọn họ có thể làm được cái gì? Đương nhiên chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng tự nhiên nửa trường lại xuất hiện ra một cái Tiêu Viêm, hơn nữa càng làm cho bọn họ không ngờ tới, chính là kẻ xông vào kia còn rất là không biết điều. Bối cảnh của Vương Trần kia có thể dùng đãi ngộ sống với người thường hay sao? Thế nhưng mà mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Đúng thật là Vương Trần không để ý lý lẽ, Tiêu Viêm ra tay cứu giúp mặc dù có một chút không hợp quy củ, thế nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Vương Trần khinh thường gọi Lâm Diễm là phế vật và cho rằng việc giết anh ta không có gì đáng lo ngại, khiến Lâm Diễm nổi giận. Khi mà Lâm Diễm định đáp trả, Tiêu Viêm ngăn lại. Tiêu Viêm mỉa mai Vương Trần, cho rằng hắn chỉ dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyền các. Lời nói này khiến Vương Trần tức giận. Những người xung quanh nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt khinh thường, không nhận ra thực lực thực sự của anh. Phượng Thanh Nhi bằng trực giác nhạy bén cảm thấy Tiêu Viêm quen thuộc. Hoàng Tuyền tôn giả nghe thấy lời của Tiêu Viêm, hỏi về sư phụ của anh với giọng đầy lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Tuyền tôn giả cũng đánh giá Tiêu Viêm từ trên xuống dưới một lần, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc. Hắn liếc mắt một cái là biết người trước mặt này cố ý thay đổi dung mạo, hơn nữa làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là khí tức của người này không ngờ lại có loại cảm giác mông lung, mà lúc này đang muốn tìm hiểu kỹ hơn thì lại cảm giác được đối phương được bao phủ trong một ngọn lửa vô cùng nóng chảy. Thế nhưng mà tuy rằng có rất nhiều ngăn trở, thế nhưng nhờ vào nhãn lực sắc bén già đời của hắn thì vẫn phát giác ra thực lực của người này e rằng ít nhất cũng ở đấu hoàng đỉnh phong. Lại cảm giác tìm hiểu lại bị ngăn cản này lại làm cho Hoàng Tuyền tôn giả cảm thấy kinh ngạc nhất. Lấy thực lực của hắn đường đường là đấu tôn, không ngờ ngay cả thực lực của một tiểu bối cũng không nhìn thấu. Trong khi Hoàng Tuyền tôn giả vì thế mà ngạc nhiên thì Lôi tôn giả, Phong tôn giả và Kiếm tôn giả, ba người ở một bên cũng có cảm giác này, trong lòng lập tức có một chút kinh ngạc. Hoàng Tuyền tôn giả đột nhiên mở miệng cũng khiến Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn không nghĩ tới loại chuyện tranh đấu trong đám tiểu bối mà lão gia hỏa này cũng nói xen vào.
Tiêu Viêm đối mặt với Hoàng Tiền Tôn Giả và ba vị tôn giả khác, khẳng định rằng đối phương đã vi phạm quy tắc đại hội khi mà tấn công Lâm Diễm sau khi anh ta nhận thua. Tiêu Viêm không hề lo sợ trước bốn đấu tôn, khiến nhiều người kính phục. Hoàng Tiền Tôn Giả lạnh lùng yêu cầu Lôi Tôn Giả xử lý Tiêu Viêm. Lôi Tôn Giả chuyển quyết định sang Phong Tôn Giả và Kiếm Tôn Giả. Cuối cùng thì Kiếm Tôn Giả đề xuất giải pháp mỗi bên nhượng bộ để Tiêu Viêm và Lâm Diễm rời đi. Hoàng Tiền Tôn Giả không đồng ý và đề nghị Tiêu Viêm đấu với Vương Trần để chứng minh lời nói của mình. Tiêu Viêm nhíu mày tỏ ra không quan tâm và muốn rời đi. Lâm Diễm lo lắng khi mà thấy Hoàng Tiền Tôn Giả ép Tiêu Viêm phải đấu với Vương Trần và cố gắng ngăn Tiêu Viêm rời khỏi sân đấu. Vương Trần khiêu khích Tiêu Viêm bằng cách bảo anh phải dập đầu trước sư phụ của hắn nếu không dám đấu. Mọi người ở trong sân đấu đều chờ đợi phản ứng của Tiêu Viêm. Sau một lúc suy nghĩ, Tiêu Viêm quyết định chấp nhận lời thách đấu. Dù Lâm Diễm cảnh báo, Tiêu Viêm vẫn tự tin tiến lên, khẳng định rằng người của nội viện không hề yếu hơn người của Hoàng Thiên Các. Anh nhìn thẳng Vương Trần và thách thức. Nhìn Tiêu Viêm đang bước ra từng bước một thì ở bên ngoài sân đấu vang lên từng tiếng vỗ tay. Mặc kệ Tiêu Viêm có phải đối thủ của Vương Trần hay không, thế nhưng hắn dám ra đây đối mặt trực tiếp với sự khiêu chiến của Vương Trần thì chỉ riêng phần dũng khí này cũng đủ để người khác thầm khen ngợi. Ở trên đài cao, khuôn mặt như là cây khô của Hoàng Tiền Tôn Giả hiện ra một chút ý cười âm lãnh. Mặc dù tiểu tử trước mặt hơi có một chút cổ quái, thế nhưng hắn cũng có một chút tin tưởng đối với Vương Trần. Thực lực thật sự của hắn sau khi ngâm qua Thiên Sơn Huyết Đàm cũng đã bước một chân vào cấp bậc đấu tông. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì việc tiến nhập đấu tông cũng không xa. Hơn nữa mặc dù là ở trước kia, Vương Trần dùng hết thủ đoạn cũng có thể đánh một trận với cường giả đấu tông, huống chi là bây giờ. Hoàng Tiền Tôn Giả đề nghị chiếm dụng thời gian đại hội để giải quyết cuộc đấu giữa Tiêu Viêm và Vương Trần. Lôi Tôn Giả đồng ý, dù biết Tiêu Viêm không có sức nặng bằng Hoàng Tiền Tôn Giả. Hoàng Tiền Tôn Giả nhắc nhở Vương Trần về hậu quả nếu thất bại, khiến hắn run rẩy, thế nhưng hứa sẽ làm Tiêu Viêm trả giá. Những người dự thi lùi lại, tò mò và nghi ngờ về khả năng của Tiêu Viêm khi mà chấp nhận lời thách đấu. Không khí ở trên đỉnh núi sôi động với tiếng hô cổ vũ, mọi người hào hức chờ xem liệu Tiêu Viêm có thể đánh bại Vương Trần hay không. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi vào trong sân đấu, Lâm Diễm nôn nóng xoa xoa bàn tay, trong lòng có hơi chút hối hận. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn xa so với hắn. Thế nhưng Vương Trần kia lại thật sự là đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa nghe nói người này còn có thực lực có thể địch lại cường giả đấu tông. Hơn nữa điều khiến hắn lo lắng nhất chính là tên Vương Trần này, xưa nay ra tay độc ác, giao chiến với người khác đối phương không chết cũng tàn phế. Tiêu Viêm đối chiến với hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Tới đây thì tập phim của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 103 các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.